Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên là những tin chính. Tuần qua, một khu vực rộng lớn của khu đô thị thành phố An Hy, tỉnh Hồ Bắc đã bị ngập lụt, một số đoạn đường bị ngập sâu vài mét, giao thông, nước, điện và các cơ sở mạng của thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Được biết, tình trạng ngập lụt là do mưa lớn và xả lũ từ các hồ chứa ở thượng nguồn. Theo các báo cáo toàn diện trên các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, từ 12 giờ trưa đến 16 giờ 30 phút chiều ngày thứ Bảy, trụ sở tiểu ban kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của công ty thủy lợi thành phố An Hy đã nhanh chóng nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt của thành phố từ cấp 4 lên cấp 1. Lúc 17 giờ 30 phút chiều tại trạm đo mực nước Thanh Giang, An Hy đo được tốc độ dòng chảy vượt quá 3.970 mét khối mỗi giây và mực nước vượt quá 419,5 mét. Cục Văn hóa và Du lịch tỉnh An Hy đã thông báo trên Weibo vào chiều ngày thứ Bảy rằng 12 danh lam thắng cảnh bao gồm khu thắng cảnh An Hy Grand Canyon, khu thắng cảnh rừng đá Su Obuja và khu thắng cảnh thành phố An Hy Toji tạm thời đóng cửa. Lối vào thành phố An Hy đã tạm thời bị kiểm soát. Các loại phương tiện tham gia giao thông phải đi đường vòng phía trước và không thể đi qua thành phố An Hy. Ngoài ra, người dùng ở thành phố An Hy đã được thông báo bằng tin nhắn từ China Telecom rằng một số phòng máy tính và thiết bị của công ty đã bị ngập nước và mất điện. Ở một số khu vực, tín hiệu 4G có thể kém, truy cập Internet băng thông rộng và Internet TV không thể xem. Các quận và thành phố khác cũng sẽ gặp hiện tượng như tắc nghẽn Internet. Trên Weibo, một số lượng lớn người An Hy đã sử dụng video, hình ảnh và văn bản để truyền bá thực tế địa phương ra thế giới bên ngoài. Tình hình thiên tai có vẻ khá nghiêm trọng. Có hình ảnh cho thấy hơn một nửa tầng 1 của trường cấp 2 Vũ Dương bị ngập. Có thông tin cho rằng hơn 200 học sinh cấp 2 đã được chuyển đến trường tiểu học Vũ Dương trước trận mưa lớn. Hiện một số học sinh đã được người thân đưa về nhà với cha mẹ các em. Một số khác không thể về nhà do lũ lụt, được hội thiện nguyện sắp xếp chỗ ăn ở. Họ vẫn còn 2 ngày nữa để tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Nhiều người dân ở các khu vực khác nhau chia sẻ rằng, phố ngập gần như hết tầng 2. Những ngọn núi phía sau thành cổ Hy Nan đã sạt lở, đầu kiến thị trời vẫn mưa, hành lang bên cạnh sông bị ngập, bãi đậu xe của cộng đồng bên cạnh sông Thanh Vệ phải chèo thuyền, một đoạn đường lối vào đường sân bay đã biến mất, cổng phía nam nước ngập quá đáng sợ. Những người khác nói, tầng đầu tiên của đập Vũ Dương bị ngập, nước ngập đến vai người dân, họ không thể ra vào, vấn đề là không có điện và không có thức ăn. Một người khác nói, tôi đang ở tầng trên của Thạch Châu Nhã Viên, tôi có thể nghe thấy nhiều người bên dưới đang kêu cứu, tôi hy vọng mọi người đều an toàn. Một số người dân bức xúc, tôi chỉ không hiểu sao mấy ngày trước xả lũ không chậm, phải đợi mưa to, đầy hồ rồi mới xả lũ, lãnh đạo liên quan có phải chịu trách nhiệm không? Mạng sống và tài sản của mọi người phụ thuộc vào suy nghĩ của họ, tại sao hồ chứa Đại Long Tháp không thường xuyên xả lũ, và trận mưa lớn gần đây nó không thể chứa được thêm nữa, vậy tại sao nó lại xả nhiều như vậy cùng một lúc? Cộng đồng chúng tôi đã nhận được thông báo xả lũ từ trước, nhắc nhở chúng tôi không được ra sông. Báo cáo của Chutian Mchaplit Daily cũng tiết lộ rằng từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 77, An Hy hứng chịu mưa lớn từ sáng ngày thứ 7, thành phố mới chỉ bắt đầu ngập úng. Do lượng nước đổ về quá nhiều, hồ chứa Đại Long Tháp ở thượng nguồn dòng chính sông Thanh Giang chảy qua địa phương đã xả lũ. Đến 16 giờ, mực nước sông Thanh Giang dâng lên nhanh và trung tâm thành phố An Hy gần như chìm trong nước sâu ít nhất từ 2 mét. Chiếc xe buýt bị nhấn chìm. Kính thưa quý vị, đêm qua đến rạng sáng nay, một trận mưa xối xả đã ập đến Kiềm Đông Nam, Quý Châu, trong đó có 7 thị trấn ở huyện Dung Giang, huyện Lôi Sơn và những nơi khác có mưa lớn, với lượng mưa cao nhất lên tới 395,9mm. Tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, đã có 3 trận mưa lớn ở huyện Dung Giang, tỉnh Kiềm Đông Nam, thị trấn Bình Vĩnh, thị trấn Nhân Lý, thị trấn Lệ Lý và thị trấn Trung Thành do ảnh hưởng của mưa lớn đã xảy ra sạt lở đất. Các biện pháp điều tiết giao thông đã được thực hiện. Hiện các sở ngành liên quan đang nỗ lực hết mình để tổ chức cứu trợ lũ lụt. Do lượng mưa lớn, các đường phố ở quận Công Giang, tỉnh Kiềm Đông Nam bị ngập nặng, nhiều phương tiện bị mắc kẹt. Ở Lôi Sơn, cảnh sát giao thông Lôi Sơn đã giải cứu những người bị mắc kẹt ở làng Vu Độ, thị trấn Gia Di, huyện Lôi Sơn. Có 5 hoặc 6 người bị mắc kẹt và tất cả những người bị mắc kẹt đã được chuyển đi đến nơi an toàn. Theo Cục Khí tượng tỉnh Kiềm Đông Nam và Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Kiềm Đông Nam, tổng cộng 8 thị trấn trong tỉnh có mưa lớn. 3 thị trấn ở huyện Dong Giang có lượng mưa lớn là Bình Vĩnh 354,8mm, Sơn Giang 255,6mm, Lệ Lý là 222,6mm. Mưa lớn ở 19 thị trấn, huyện Dung Giang có 8 thị trấn, 2 thị trấn ở huyện Lô Sơn, 5 thị trấn ở huyện Đan Trại, 3 thị trấn ở huyện Công Giang, 1 thị trấn ở huyện Lệ Bình. Dự kiến trên toàn tỉnh sẽ có mưa rào hoặc dông và nhiều mây vào ngày Chủ nhật. Mưa lớn ở các huyện Đan Trại, Vinh Giang, Tòng Giang và Lý Bình sẽ tiếp tục.
dự kiến lượng mưa bổ sung sẽ là 50-80mm và tại Dung Giang và Bình Đông sẽ tăng 30-50mm. Hãy chú ý đề phòng các thiên tai thứ cấp như sạt lở đất, dòng chảy mảnh vụn, lũ lụt trên núi, ngập úng đô thị và lũ lụt ở các sông vừa và nhỏ có thể do mưa lớn gây ra. Trước đó, một trận lở đất ở làng Đại Hải, thị trấn Giang Vũ, huyện Giang Linh, tỉnh Quý Châu đã giết chết 99 người. Làng Đại Hải là một ngôi làng sống bên những ngọn núi dọc theo sông Bắc Bản ở phía tây Quý Châu. Từ 2 ngày trước trời mưa gần như cả ngày lẫn đêm, trong 15 giờ liên tục với lượng mưa lên tới 410mm. Do mưa lớn mấy ngày nay, nhà trường đã thông báo cho trẻ em trong thôn tạm nghỉ học vì nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi. Do trời mưa nên nhiều người dân ở nhà không ra đồng làm việc, không ai nghĩ rằng một thảm họa lớn đang âm thầm đến gần. Khoảng 14 giờ ngày thứ 6, kèm theo một tiếng động lớn là một trận lở đất gần 2 triệu mét khối từ trên núi cao khoảng 400-500m đổ xuống, nhanh chóng biến thành một trận lở đất, trong nháy mắt nuốt chửng hai phần làng Đại Hải. Có 99 người dân trong 37 hộ gia đình trong làng bị vùi lấp trong trận lở đất và toàn bộ quá trình chỉ mất 1 hoặc 2 phút. Điều đặc biệt là trong số những người bị chôn vùi có 30 em học sinh tiểu học, hầu hết là những đứa trẻ vắng cha mẹ do đi làm ăn xa. Người dân làng Ngụy Đạo Tuyết cho biết, tổ tiên của ông đã chuyển đến đây từ thời nhà Thanh. Trong ký ức của gia đình ông, chưa bao giờ có một trận lở đất lớn nào ở đây. Ngụy Đạo Tuyết lúc đó đang làm ruộng nghe thấy tiếng động lớn liên tục, thấy một lượng lớn bùn đá từ sườn núi hòa với nước mưa đổ xuống, vội chạy về nhà. Chạy chưa đầy 100m thì thấy 5 người họ hàng bị đất đá vùi lấp hoàn toàn, vẫn còn bị sốc. Ngụy Đạo Tuyết muốn đào người thân của mình ra khỏi dòng bùn, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Mưa xối xả là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm họa, nhưng dân làng cũng báo cáo rằng do hồ chứa của nhà máy điện Bắc Bản Giang Quảng Quảng gần đó đầy nước, nên ngôi làng thường xuyên cảm thấy động đất, như thể chúng bị bắn và nhiều ngôi nhà trong làng bị đổ nát. Quan sát của các bộ phận chuyên môn đã xác nhận suy đoán từ một phía của dân làng. Làng Đại Hải nằm trong khu vực hồ chứa của nhà máy thủy điện Quảng Quảng, nhà máy điện lớn nhất trong quá trình phát triển thủy điện bậc thang trên dòng chính của sông Bắc Bản. Chiều cao của hồ chứa là 200,5m, tổng dung lượng lưu trữ đạt 3,245 tỷ mét khối, công suất lắp đặt là 1,04 triệu kW và tổng diện tích của hồ là 51,54 km2, khả năng gây ra động đất cao. Để theo dõi động đất hồ chứa, một mạng lưới địa chấn đặc biệt trong khu vực hồ chứa đã được thành lập. Hồ chứa đã đóng cửa để tích nước vào năm 2007. Năm 2007 trước khi tích nước, 37 trận động đất đã được ghi nhận. Khi mực nước dâng cao, cường độ và tần suất các trận động đất trong lòng hồ cũng tăng lên. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2008, sau khi tích nước đã ghi nhận được 1.299 trận động đất, trận lớn nhất có cường độ 3,2 độ Richter và cường độ lớn nhất đạt cấp V. Trận động đất xảy ra sau khi tích nước của hồ chứa đã phá hủy sự ổn định của cấu trúc núi xung quanh hồ chứa. Đây có thể là một yếu tố quan trọng gây ra sạt lở đất dòng chảy mảnh vụn. Do không được ngăn chặn kịp thời sau trận động đất lớn, nên thảm họa sạt lở đất bất thường. Tuần trước, một trận lở đất ở huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên cũng đã làm 42 người thiệt mạng. Vào ngày năm vừa qua, một trận động đất lớn 8,0 độ Richter đã xảy ra ở núi Long Môn, tỉnh Tứ Xuyên. Ngọn núi bị hư hại nghiêm trọng, tạo thành một số lượng lớn các vết nứt và gây ra lở đất. Đây cũng là nguồn mảnh vụn phong phú cho sự xuất hiện của các dòng mảnh vụn. Vào cuối tuần vừa qua, hơn 4 tháng sau trận động đất ở Vấn Xuyên trước đó, lượng mưa lớn đã xảy ra ở khu vực Bắc Xuyên. Lượng mưa ngày thứ 5 đạt 173,8 mm. Từ 0 giờ đến 6 giờ ngày thứ 6 lượng mưa đạt 98,9 mm. Cường độ mưa hơn 30 năm mới có một lần. Từ 5 giờ đến 6 giờ sáng ngày thứ 6, lở đất bùng phát ở 72 mương ở huyện Bắc Xuyên. Trong đó lớn nhất là Vệ Gia Câu và Triệu Gia Câu gần huyện Bắc Xuyên đã bị phá hủy trong trận động đất. Một số cư dân xung quanh quận Bắc Xuyên sống sót sau trận động đất nhờ những ngôi nhà tương đối kiên cố của họ, nhưng họ không thoát khỏi thảm họa lở đất này và bị chôn vùi trong dòng bùn. Trận lở đất này cũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều khu tái định cư của nạn nhân động đất ở huyện Bắc Xuyên. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Dẫu cho người Trung Quốc vẫn luôn tự hào về đập Tam Hiệp, con đập thủy điện lớn nhất hành tinh của họ có thể trường tồn với thời gian và kháng lại gần như tuyệt đối các tác động tấn công từ nhân tạo. Mới đây, chính phủ và giới chuyên gia của Trung Quốc đã chính thức công khai thừa nhận một số vấn đề gây chấn động phải là Tam Hiệp, cơ bản là như sau. Thứ nhất, chính thức thừa nhận những tác động khủng khiếp mà con đập gây ra cho địa chất, sinh thái, khí hậu và môi trường xung quanh. Thứ hai, hiện tại đã quá muộn để có thể sửa chữa những điều đó, người Trung Quốc chỉ có thể khắc phục phần nào mà thôi.
khi mà chủ đề về lợi ích và nguy cơ của con đập lớn nhất hành tinh đang ngày càng nóng trên chiến trường quốc tế, thì những thừa nhận này của chính phủ Trung Quốc gần như một cú chốt đã tác động lớn tới luồng ý kiến trái chiều về vấn đề này. Thực hư về những lời thừa nhận đó ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi video. Sau đây là 10 vấn đề nhức nhối về đập Tam Hiệp mà Trung Quốc đã phải thừa nhận. 1. Trầm tích ở lòng sông Thượng Lưu và hồ chứa Tam Hiệp. Trầm tích ngày càng tăng cao là một trong những thảm họa chính của đập Tam Hiệp. Sau khi đập Tam Hiệp được xây dựng và mực nước ở thượng nguồn nâng lên, dòng chảy ở thượng nguồn đã chậm hơn trước. Theo đó, cát và đá không thể đổ xuống kịp thời nên đã bị chất đống trong lòng sông và hồ chứa. Khi thời gian trôi qua, lòng sông ở thượng nguồn sẽ được nâng lên ngày càng cao và dẫn tới lũ lụt dễ dàng xảy ra hơn. 2. Mối đe dọa với các hạ lưu sông và đồng bằng sông Dương Tử. Do sự bồi lắng của thượng nguồn, nước làm xói mòn bờ sông hạ lưu dễ dàng hơn. Trong tình huống như vậy, các bờ sông dễ dàng sạt lở hơn. Đó là một mối nguy hiểm lớn đối với cả người dân và đất nước Trung Quốc, đặc biệt là khi có lũ lụt. Ngoài ra, ít trầm tích hơn còn làm cho vùng cửa sông Dương Tử co lại và nước biển thì xâm lấn vào bờ. Trong quá khứ, Thượng Hải ở cửa sông Dương Tử vốn lấn trung bình là 40m ra biển, nhưng giờ đây ngược lại, thành phố này lại phải đối mặt với mối đe dọa từ đại dương. 3. Nhiều sinh vật đang bị đe dọa. Từ khi có đập Tam Hiệp, nhiều loài cá không thể vượt qua được Tam Hiệp và di cư như trước, do đó thói quen sống và di chuyển của chúng đã phải thay đổi. Trong khi đó, nơi sinh sản của một số loài cá ở sông Dương Tử giờ đây đã bị hồ chứa đập Tam Hiệp lấn chiếm. Một số sinh vật nước quý hiếm của sông Dương Tử đã tuyệt chủng hoặc đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, chẳng hạn như cá trích Dương Tử và cá tầm Trung Quốc. Tổng số loài sinh vật bị ảnh hưởng bởi đập Tam Hiệp là có khoảng 6.400 loài thực vật, 3.400 loài côn trùng, 300 loài cá và hơn 500 loài động vật có xương sống trên cạn. 4. Biến đổi khí hậu của lưu vực sông Dương Tử. Con đập Tam Hiệp có lượng nước ở thượng nguồn lớn hơn rất nhiều, nhưng diện tích các hồ và vùng đất ngập nước ở hạ lưu thì sẽ bị giảm xuống. Lượng nước nhiều hơn, nhiều nước bốc hơi, tương tự ít nước thì sẽ bị ít bay hơi. Sự thay đổi trên sẽ tác động tới vi khí hậu của lưu vực sông Dương Tử. Do đó, tình trạng hạn hán, lũ lụt và nhiệt độ dọc theo sông Dương Tử cũng sẽ thay đổi so với trước đây. Ví dụ trong phạm vi của 1 đến 2 km của hồ chứa Tam Hiệp thì nhiệt độ trung bình hàng năm đã tăng lên 0,1 đến 0,2 độ. Nhiệt độ trung bình của mùa đông và mùa xuân thì tăng lên 0,3 đến 1,3 độ C, nhưng vào mùa hè thì giảm đi 0,9 đến 1,2 độ C. 5. Rất nhiều di tích văn hóa và di tích lịch sử đã bị nhấn chìm hoặc ngập một phần, bao gồm hơn 60 địa điểm của thời đại cổ sinh, hơn 80 địa điểm của thời đại đồ đá mới và hơn 470 di tích lịch sử từ thời Hán, từ năm 202 trước Công nguyên tới năm 220 sau Công nguyên, đến thời nhà Minh từ năm 1368 đến năm 1644 sau Công nguyên. Đây được xem là một thảm họa đập Tam Hiệp không thể xóa nhòa và là một sự mất mát lớn về văn hóa của nền văn minh cổ đại Trung Quốc. 6. Sự lây lan của bệnh sán máng về phía Tây. Bệnh sán máng là một loại bệnh ký sinh trùng gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Trước đây, bệnh sán máng chỉ xảy ra ở vùng hạ lưu sông Dương Tử vì ốc sông mang mầm bệnh sán máng không thể tồn tại trong nước chảy xiết ở thượng nguồn. Thế nhưng bây giờ, nước trong hồ chứa Tam Hiệp đã chảy nhẹ nhàng hơn, cung cấp điều kiện sống lý tưởng cho ốc sông. Do đó, bệnh sán máng đã lây lan về phía Tây đến khu vực đập Tam Hiệp, tỉnh Trùng Khánh và Tứ Xuyên. 7. Cuộc di cư lớn của hơn 1,4 triệu con người. Di cư là một trong những vấn đề lớn nhất của đập Tam Hiệp sau khi hồ chứa bắt đầu trữ nước khoảng 13 thành phố lớn. 140 thị trấn bị ngập lụt phải di dời, kèm theo đó là khoảng 1,4 triệu người ở Hồ Bắc và Trùng Khánh cũng như rất nhiều vùng khác phải di cư theo đợt. Khi mà tổng cộng có khoảng 1.600 làng mạc bị ảnh hưởng, họ phải rời quê hương, nơi chân rau cắt rốn để bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ. Cuối cùng là 1.600 doanh nghiệp và đơn vị khai thác mỏ phải dừng hoạt động. 8. Ô nhiễm tảo và rác thải. Kể từ năm 2006, khi đập Tam Hiệp cơ bản hoàn thành, thì ô nhiễm tảo đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trên các nhánh sông Dương Tử. Dọc sông Dương Tử, đầy rẫy các mỏ phốt pho và các nhà máy, chất gây ô nhiễm được thải thẳng ra sông, dẫn tới tình trạng tảo độc sinh sôi nảy nở trên mặt nước. Trong khi đó, do bị chặn bởi đập Tam Hiệp, sông Dương Tử mất dần khả năng phân tán chất gây ô nhiễm trong nước. Hậu quả là nước ở các nhánh của sông Dương Tử tại tỉnh Hồ Bắc đã trở nên xanh lè, bốc mùi hôi thối đầy hàng ngàn người dân vào cảnh không có nước sạch.
ở khu vực đập Tam Hiệp cũng xuất hiện những đảo rác khổng lồ. Mưa lũ mùa hè năm 2022 đã cuốn hàng chục ngàn tấn rác xuống sông Dương Tử, phủ kín tới 500.000 mét vuông mặt nước trên sông và trôi tới đập Tam Hiệp. Có những đảo rác dày và kết chặt lại với nhau tới mức có thể đi bộ bên trên. Lượng rác này đã đe dọa làm nghẽn hoạt động của đập. Ước tính mỗi năm, tập đoàn đập Tam Hiệp đã phải chi khoảng 1,48 triệu đô để dọn rác trôi về phía đập. Trước đó, các chuyên gia môi trường cũng từng cảnh báo hồ chứa nước của đập có thể trở thành hầm cầu chứa nước thải không qua xử lý và hóa chất công nghiệp, và hoạt động của đập Tam Hiệp sẽ đẩy nước thải về phía thành phố Trùng Khánh, ô nhiễm thì lại đe dọa hủy diệt môi trường sinh thái dọc sông Dương Tử. Giới chuyên gia môi trường Trung Quốc và quốc tế đã khẳng định đập Tam Hiệp đã góp phần vào sự tuyệt chủng của loài cá heo nước ngọt Baji trên sông Dương Tử. Lượng cá tầm sông Dương Tử đã giảm sút đáng kể sau khi đập được đưa vào sử dụng. Loại sếu Siberia cũng đang có nguy cơ tuyệt chủng do đập Tam Hiệp đã hủy diệt một diện tích lớn đầm lầy nơi trú đóng của loài sếu này. Ngoài ra, một diện tích lớn rừng trong khu vực cũng đã bị phá hủy. 9. Gây hạn hán, lũ lụt và nguy cơ động đất. Do mực nước trong hồ chứa dâng cao, đập Tam Hiệp gây xói mòn, lở đất nghiêm trọng ở hai bờ bên nhánh sông Dương Tử. Từ năm 2007, 91 điểm ở bờ chứa đập Tam Hiệp đã bị lở, khoảng 36 km đã bị sụp. Một số vụ lở đất dọc sông Dương Tử đã tạo ra sóng thần cao tới 50 mét. Cùng năm đó, một ngọn núi dọc bốn nhánh sông Dương Tử đã bị lở, gây sóng lớn, cướp đi sinh mạng của 13 nông dân và 11 ngư dân. Một trận lở đất khác làm 30 người mất mạng. Tháng 7 năm 2010, lũ lụt và lở đất gần đập Tam Hiệp làm 30 người thiệt mạng. Chính quyền Trung Quốc cũng thừa nhận áp lực từ hồ chứa khổng lồ của đập Tam Hiệp có thể dẫn tới nguy cơ động đất. Sau khi đập Tam Hiệp được hoàn thành, nhiều vết nứt bí ẩn đã xuất hiện ở các con đường, tòa nhà, các thị trấn và làng mạc trong khu vực. Các chuyên gia môi trường cho biết, do làm thay đổi dòng chảy sông Dương Tử, đập Tam Hiệp đã khiến hạn hán thêm trầm trọng ở khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc. Hạn hán liên tục trong 4 tháng, đầu năm ngoái đã khiến mực nước ở một đoạn giữa sông Dương Tử tụt xuống mức thấp kỷ lục. Các thành phố ở khu vực hạ lưu đập không còn khả năng tiếp nhận tàu bè vào cảng. 400.000 dân và 97.300 gia súc ở tỉnh Hồ Bắc đã rơi vào cảnh thiếu nước sạch. Ở tỉnh Hà Nam, 320.000 người bị ảnh hưởng. Nhiều cáo buộc cho rằng đập Tam Hiệp đã giữ nước để đảm bảo sản xuất điện. Dù nhận biết được những vấn đề do đập Tam Hiệp gây ra nhưng không thể làm gì. Chuyên gia môi trường kỳ cựu ở Trung Quốc Đới Thành cho rằng dù thừa nhận các vấn đề do đập Tam Hiệp gây ra thì chính quyền Bắc Kinh cũng khó có thể làm gì. Đã quá trễ để giải quyết được những vấn đề đó. Chuyên gia môi trường Vương Vĩnh Thân thì cho rằng Bắc Kinh có thể giải quyết một số vấn đề như cải thiện chất lượng nước nhưng cũng thừa nhận chẳng thể làm gì nhiều. Chúng ta chắc chắn không thể cho nổ tung con đập đó được. Dù vậy, Thế giới Bảo vệ Môi trường của Trung Quốc thì lại cho rằng tuyên bố của Quốc vụ viện sẽ là một vũ khí chống lại trào lưu xính làm thủy điện tại Trung Quốc. Mới đây, Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc còn lên kế hoạch sản xuất thêm 140 GW thủy điện trong vòng năm tới. Một phần trong kế hoạch này là xây dựng tới 13 đập thủy điện dọc sông Nộ Giang ở Tây Nam Trung Quốc, một khu vực sinh thái giàu có. Báo chí Trung Quốc cũng cho biết, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã từng tỏ thái độ phản đối kế hoạch xây đập trên sông Nộ Giang bằng việc nhắc lại những vấn đề của đập Tam Hiệp. Thủ tướng Lý Khắc Cường có thể đang bắn mũi tên tới những kẻ mù quáng, chạy theo đập thủy điện và sẵn sàng quên đi những bài học trong quá khứ. Chuyên gia Peter Brohat, giám đốc chính sách tổ chức sông quốc tế đã nhận định. Kỳ vĩ, nguy nga, lộng lẫy. Một công trình tựa như được các vị thần tạo ra chính là mỹ từ mà nhiều người dùng để ca ngợi về quảng trường Tiananmen tại Bắc Kinh. Với kỹ nghệ chế tác và xây dựng vô cùng khéo léo, các nghệ nhân của Trung Quốc đã tạo ra một kỳ quan của thế giới hiện đại. Không chỉ vàng, xanh rực rỡ mà còn khí thế bàng bạc, trang nghiêm, hùng vĩ. Nhưng trái ngược với sự lộng lẫy đó, Tiananmen chính là chứng nhân lịch sử có đỉnh cao với những sự kiện như kim điện chuyển lưu và kim phượng ban chiếu để khẳng định cho sự phát triển và thăng hoa của các triều đại Trung Hoa. Năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã ra đời tại đây. Thế nhưng cũng chính quần thể kỳ vĩ này đã chứng kiến những nước thăng trầm mặc nhất trong hàng ngàn năm lịch sử của đất nước tỷ dân. Nhà Thanh sụp đổ tại Tiananmen, chế độ phong kiến Trung Quốc đi tới hồi kết tại Tiananmen. Tiếp ngay sau đó là vụ biểu tình hỗn loạn của các sinh viên năm 1989, hay còn được nhiều người biết đến với cái tên sự kiện Tiananmen. Tiananmen là đại biểu cho huy hoàng và sự suy đồi của Trung Quốc.
là chứng nhân lịch sử cho đỉnh cao và cả vực thẳm. Vậy thì rốt cuộc câu chuyện về kỳ quan đau thương này là như thế nào? Hãy cùng Tim Mới đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Thiên An Môn, chứng nhân của lịch sử huy hoàng. Nhiều người thường hay lầm tưởng rằng Thiên An Môn được xây dựng từ thời Minh Thành Tổ Chu Đệ sau khi ông thành công trong Tĩnh Nan chi biến, lật đổ người cháu trai của mình là Minh Huệ Đế Chu Doãn Văn. Nhưng thực chất, ngay từ khi vị hoàng đế khai sinh Viên Hải Minh lên ngôi, tức Minh Thái Tổ Trung Yên Chương, thì quảng trường này đã được xây dựng dưới cái tên là Thừa Thiên Môn. Năm Hoàng Vũ thứ 25, Trung Yên Chương đã bắt đầu xây dựng Đoan Môn và Thừa Thiên Môn bên ngoài cầu Kim Thủy. Nhưng đang lúc xây dựng giang dở thì ông qua đời, đất nước chìm trong biến loạn tranh ngai vàng, nên việc xây dựng bị đình trệ trong suốt một thời gian dài. Sau khi Chu Đệ lên ngôi, vì Bắc Bình Phủ, tức Bắc Kinh ngày nay, với loại đất phong cũ, Minh Thành Tổ từ đây mà hưng khởi, nên được xem là vùng đất long mệnh trong thiên hạ, có vị trí trọng yếu, giao thương thuận tiện, văn hóa phong phú, khí thế đế vương, nên ông ta chính thức thiên đô từ Nam Kinh về Bắc Kinh. Chính vì lẽ đó, việc xây dựng Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh được đôn đốc một cách giáo diết và Thiên An Môn, hay chính xác hơn là Thừa Thiên Môn, vốn là cầu nối giữa Tử Cấm Thành với thế giới bên ngoài, được xây dựng với mục đích là diễn ra những nghi lễ trang trọng để bố cáo thiên hạ, nên được tập trung xây dựng một cách tinh xảo nhất có thể, để tinh hoa của đất trời có thể tụ hội về Thừa Thiên Môn. Minh Thành Tổ đã cho triệu tập những thợ thủ công lành nghề nhất, trong đó có Khái Trường, người được bách tính ca ngợi là Lỗ Bang tái thế, chịu trách nhiệm chính đốc thúc công trình. Mặc dù năm 1403 nhà Minh đã hoàn thành việc thiên đô về Bắc Kinh, nhưng phải đến tận 17 năm sau, tức năm 1420, thì việc xây dựng Thừa Thiên Môn mới chính thức được hoàn thành, đủ để thấy độ tỉ mỉ và kỳ vĩ của công trình này tới nhường nào. Thừa Thiên Môn là một tòa lầu gác ngói vàng 3 tầng, mái cong vô cùng nguy nga và lộng lẫy, chẳng thua kém gì chốn cấm cung. Năm bài phường bằng gỗ và hệ thống thông gió ở bốn phía phục chế hoàn toàn Thừa Thiên Môn ở Nam Kinh. Cổng bài phường chính ở giữa có treo một tấm biển ghi Thừa Thiên Chi Môn, một công trình được sơn son thiếp vàng với từng chi tiết nhỏ nhất kỳ vĩ, là chứng nhân cho sự hùng mạnh của nhà Minh trong giai đoạn này. Tuy nhiên, cùng với vận mệnh thăng trầm của lịch sử, thế sự xoay vần, Thừa Thiên Môn đã nhiều lần bị phá hủy và phải trùng tu, từ đó trở thành Thiên An Môn nguy nga tráng lệ như bây giờ. Vào ngày 7 tháng 7 năm Minh Anh Tông Thiên Thuận thứ nhất, tòa tháp Thừa Thiên Môn bị sét đánh bốc cháy. Bài phường bằng gỗ đã bị hỏa hoạn thiêu rụi chỉ trong chốc lát, đến năm Thành Hỏa thứ nhất thì được tu sửa. Năm Minh Sùng Trinh thứ 17, Lý Tự Thành đã chỉ huy quân đội nông dân tấn công vào thành Bắc Kinh. Đầu tiên, họ vận chuyển củi gỗ chất trong nội địa để chuẩn bị phóng hỏa phá hủy cung điện, đến đêm thì phóng hỏa đốt cháy. Chỉ trong giây lát, 9 cổng của tòa tháp đều bốc cháy dữ dội, đồng cỏ bên ngoài thành cũng cháy, ngọn lửa bập bùng suốt đêm. Trong trận hỏa hoạn, Thừa Thiên Môn đã bị hủy hoại hầu như không còn lạ gì, chỉ còn lại một đống đổ nát thê lương. Năm Thuận Trị thứ 8 của Triều Thanh, Hoàng đế đã tuyên bố chiếu lệnh, một lần nữa đã tu sửa Thừa Thiên Môn, trải qua 6 năm thì hoàn thành, được đổi tên thành Thiên An Môn, trên cơ sở ý nghĩa ban đầu là phụng thiên thừa vận, thụ mệnh thiên ý, còn có ngụ ý là quốc thái dân an, trường trị kiểu an. Tấm biển được khắc bằng 3 loại chữ là Mãn Châu, Mông Cổ và chữ Hán. Về sau, chữ Mông Cổ bị loại bỏ. Sau cách mạng Tân Hợi năm 1911 thì chữ Mãn Châu cũng bị loại bỏ, chỉ còn lại chữ Hán viết Thiên An Môn. Sau khi tu sửa xong, tổng thể kiến trúc của Thiên An Môn có 9 gian, chiều sâu là 5 gian, mái hiên là 6 hàng cột chắc chắn, có hành lang trước sau, kiến trúc kiểu yết sơn ốc đỉnh. Ở hai bên quảng trường bên ngoài thành cung tập trung bố trí các cơ quan hành chính trung ương lúc bấy giờ, bao gồm Lục Bộ, Tông Nhân Phủ, Hồng Lưu Tự và Khâm Thiên Giám. Trong quá trình xây dựng Thiên An Môn, người thiết kế đã đề nghị với Hoàng đế rằng rồng là vật thích nước, ở đâu có rồng thì nhất định phải có nước. Chỉ khi rồng gặp nước thì mới có thể phát huy thần uy. Kết quả là phía trước quảng trường Thiên An Môn đã xuất hiện một con hào dài mấy trăm mét, rộng hơn 10 mét. Trên con sông nhân tạo này được xây dựng lên 7 cây cầu đá bàn long phủ điêu, có chạm nổi rồng.
đây chính là con sông Kim Thủy và cầu Kim Thủy hiện nay. Trên thực tế, việc xây dựng sông Kim Thủy còn có tác dụng thiết thực hơn, đó chính là nguồn cung đủ nước cho các vụ hỏa hoạn sau này. Mặc dù trải qua nhiều biến động xoay vần của lịch sử, nhưng ta không thể phủ nhận rằng Thiên An Môn chính là nhân chứng lịch sử cho thời kỳ huy hoàng cuối cùng của đế chế phong kiến Trung Hoa. Thông qua hai sự kiện là Kim Điện Chuyển Lưu và Kim Phượng Bán Chiếu. Kim Điện Chuyển Lưu là nghi lễ được cử hành nhằm vinh danh ba người đứng đầu khoa thi lần lượt là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa. Trước khi vào Điện Thái Hòa yết kiến Hoàng đế thì ba người này sẽ đứng tại Thiên An Môn chờ đợi nhận sắc phong. Bảng vàng ghi danh ba người sẽ được đặt trong Long Đình ở trước ngọ môn. Sau đó, đội nhạc lễ dẫn đường khiêng ra Thiên An Môn và cổng trái Trường An. Đây là một vinh dự mà không phải ai cũng có được. Đó là niềm tự hào, là sự kiêu ngạo và sự đền đáp cho nhiều năm đèn sách của các hiền tài. Và là bằng chứng hùng hồn nhất cho sự phát triển của việc học tập tại triều đại Minh và Thanh. Còn Kim Phượng Ban Chiếu là nghi thức khi Hoàng đế ban chiếu, bố cáo thiên hạ. Trước khi công bố chiếu thư toàn thiên hạ, hoàng đế cần phải đưa đến Thiên An Môn cử hành nghi lễ long trọng rồi với bố cáo. Đầu tiên, hoàng đế sẽ đem chiếu thư đặt trên bàn ở Thái Hòa Điện, phủ lên ngự tỷ. Đợi cho buổi lễ công phu và long trọng được tiến hành hoàn tất, lễ bộ thượng thư mới có thể tiếp nhận chiếu thư mang ra khỏi Thái Hòa Điện và mang nó tới tạm thời đặt ở trong Long Đình bên ngoài ngọ môn. Tiếp đó, theo đội nhạc và nghi trượng khiêng lên trên thành lầu Thiên An Môn, tờ chiếu được đặt trên một con phượng hoàng bằng gỗ, được sơn vàng gọi là Kim Phượng Hóa Vân. Các quan đứng dưới cung kính, trong khi lễ quan thì công bố chiếu thư. Sau khi tuyên đọc xong, chiếu thư sẽ được cuốn lại và treo bằng một sợi dây màu rồi từ trên lầu hạ xuống một tấm gỗ hình mây được cung kính đỡ. Nghi thức này được gọi là văn bản tiếp chiếu. Sau khi nghi lễ này được thực hiện hoàn chỉnh, chiếu thư mới được phép đưa đi sao chép để chuyển tới toàn quốc bố cáo thiên hạ. Nghi lễ trang trọng gắn liền với Thiên An Môn này được mang tên là Kim Phượng Ban Chiếu. Sau khi nghi lễ này được thực hiện hoàn chỉnh, chiếu thư mới được phép đưa đi sao chép để chuyển tới toàn quốc bố cáo thiên hạ. Nghi lễ trang trọng gắn liền với Thiên An Môn này được mang tên là Kim Phượng Ban Chiếu. Nó không chỉ thể hiện cho uy quyền của Hoàng đế mà còn khiến cho địa thế hiển hách của Thiên An Môn được toàn thể dân chúng ca tụng. Thế nhưng đến sau cuối huyền thoại nào cũng phải có kết thúc. Thiên An Môn đã chứng kiến những sự kiện trọng đại của Trung Hoa, nhưng rồi cũng chính Thiên An Môn là nơi chứng kiến thảm cảnh đau lòng nhất của đất nước tỷ dân nổ ra. Thiên An Môn, kỳ quan đau thương. Điều đáng tiếc nhất diễn ra tại quảng trường Thiên An Môn là lần cử hành ban chiếu cuối cùng ở đây là sự tuyên bố kết thúc của đế quốc Đại Thanh vào ngày 25 tháng 12 năm tuyên thống thứ 3 của nhà Thanh, tức năm 1912. Lăng Dụ Thái Hậu được gọi là Mạt Đại Thái Hậu thay mặt cho vị hoàng đế cuối cùng của Đại Thanh là Phổ Nghi đã ban bố chiếu thư. Phổ Nghi thoái vị chính thức kết thúc thời gian 268 năm thống trị của người Mãn Thanh. Kỳ thực, trước khi Phổ Nghi bị tuyên cáo thoái vị ở Thiên An Môn, nơi đây đã chứng kiến rất nhiều nghi thức ban chiếu. Thiên An Môn trong những năm quang tự đã sớm cho thấy khí số Đại Thanh sắp lụi tàn. Khi hiểu được nghi lễ ban chiếu thư ở Thiên An Môn sẽ khiến người ta cảm thấy yên lặng, trầm tĩnh, nghiêm cẩn. Theo nhiều ghi chép thì Thiên An Môn lúc đó hỗn loạn, chỉ khiến cho người ta cảm thấy mâu thuẫn, hoang đường. Thật là cùng một Thiên An Môn nhưng hoàn cảnh thì lại khác biệt tới vậy. Thư tịch ghi chép rằng vào những năm quang tự, một ngự sử đã mô tả những cảnh tượng không nghiêm trang xuất hiện trong Kim Phượng Ban Chiếu cử hành tại Thiên An Môn, như quan viên thì không mặc quan phục chính thức, quan viên và người hầu mặc vải thô tùy ý nói chuyện, quan viên ngồi vắt chân ở phía tây. Quang tự hoàng đế biết chuyện lạ, hạ lệnh xét xử quan viên trực ban. Vào những năm Hàm Phong, một viên quan kinh ngạc phát hiện cửa thứ nhất của Thiên An Môn vốn là nơi trọng yếu nhất mà lại chỉ có hai tên lính canh. Hàm Phong hoàng đế biết chuyện là một lần nữa điều tra nghiêm ngặt. Quang tự đế với sự thất bại trong cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất chính là dấu mốc khởi đầu cho bách niên quốc sử của Trung Hoa.
Sự lụi bại tràn ngập khắp triều đình nhà Thanh và Thiên An Môn đã chứng kiến tất cả nhục nhã, yếu hèn, một dân tộc hùng cường biến thành những kẻ Đông Á bệnh phu cũng từ đây mà ra. Cảnh tượng lụi bại ở Thiên An Môn cứ nối đuôi nhau xuất hiện, cho thấy thể diện và uy quyền của hoàng thất nhà Thanh bị xâm phạm nghiêm trọng. Tuy đã có chấn chỉnh nhưng khi số đã tận, khó trái mệnh trời xuất phát từ Thiên An Môn, cả Trung Quốc rồi đã sụp đổ. Thế nhưng ánh dương một lần nữa lại chiếu rọi lên Thiên An Môn. Năm 1949, Chủ tịch Mao Trạch Đông đọc diễn văn khai sinh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đưa đất nước tỷ dân một lần nữa tiến lên. Thiên An Môn là nơi chế độ phong kiến Trung Hoa kết thúc, nhưng cũng chính tại đây một nước Trung Hoa hiện đại và đổi mới đã ra đời. Thế nhưng rồi chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng mà lại không có gai, và Thiên An Môn một lần nữa chứng kiến tất cả. Năm 1955 đến năm 1959, hướng tới kỷ niệm 10 năm quốc khánh, quảng trường được cải tạo thành như hiện nay với chiều dài 880m Nam Bắc và chiều rộng 500m Đông Tây, diện tích là 440.000m2. Hàng loạt các công trình lớn trong thập đại công trình được xây dựng xung quanh quảng trường như Đại lễ Đường Nhân dân Bắc Kinh, Bảo tàng Cách mạng, Đài tưởng niệm các anh hùng dân tộc. Tuy nhiên, những sự kiện đau thương một lần nữa lại tái diễn tại nơi đây. Năm 1976, sau khi Chu Ân Lai qua đời, một cuộc biểu tình chống bè lũ 4T được tổ chức tại đây bắt đầu cho sự kết thúc hoàn toàn của cách mạng văn hóa. Hay đáng buồn hơn, thứ được cả thế giới nhớ tới về Thiên An Môn không phải là sự kỳ vĩ đẹp đẽ của nó, mà là về một cuộc biểu tình của học sinh sinh viên đòi quyền tự do dân chủ, đã tạo nên một cuộc bạo động đẫm máu nhất trong lịch sử. Dẫu biết rằng lịch sử có thăng có trầm, nhưng trên thế giới có rất ít công trình kỳ vĩ có thể chứng kiến nhiều sự kiện lớn của đất nước như Thiên An Môn. Một kỳ quan thời hiện đại được tạo nên bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, tinh hoa nhất của đất trời, toàn bộ đều đã được hội tụ tại đây. Ánh mặt trời sẽ chiếu rọi lên Thiên An Môn để chứng kiến Trung Quốc là thành công hay lụi bại còn chưa thể nói trước được. Nhưng ít nhất Thiên An Môn thì vẫn sẽ lừng lững đứng đó để chứng kiến tất cả. Mưa lũ kỷ lục hơn 60 năm ở miền Nam Trung Quốc, hơn 400.000 người phải sơ tán, hàng trăm ngàn người phải sơ tán khỏi nhà cửa của họ ở miền Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Đông và Giang Tây, trong bối cảnh lũ lụt và lở đất xảy ra khi khu vực này hứng lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1961. Theo hãng tin Reuters, hai ngày trước, hai tỉnh miền Nam Trung Quốc là Quảng Đông và Giang Tây nâng mức cảnh báo lũ lụt khi nước sông tràn bờ và dâng cao kỷ lục, buộc người dân phải sơ tán và công việc bị gián đoạn sau nhiều tuần mưa như trút nước. Thành phố Thiểu Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi có lượng mưa trung bình kể từ cuối tháng 2, đã phá vỡ kỷ lục, nâng cảnh báo lũ lên cấp 1, cấp cao nhất. Chính quyền địa phương yêu cầu cư dân và của các cộng đồng dọc theo bờ sông và ở các khu vực trũng thấp di chuyển đến vùng đất cao hơn sau khi nước lũ tại đây đạt mức cao nhất trong 50 năm. Hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh người dân tụ tập tại các trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời ở thành phố Thiểu Quan của tỉnh Quảng Đông. Hàng trăm cái lều được dựng lên trên sân thể thao. Thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông gần Thiểu Quan cũng nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất vào khoảng giữa trưa cùng ngày khi nước dâng. Hôm trước đó, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết hơn 200.000 người đã được sơ tán trong thời gian xảy ra mưa lũ và đến nay tỉnh này hứng chịu thiệt hại ước tính khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, tại tỉnh Giang Tây, chính quyền đưa ra báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế tại đây lên tới 470 triệu nhân dân tệ, khoảng 70,21 triệu đô la Mỹ, với 43.300 ha cây trồng bị hư hại. Tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 220.000 người phải sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt, theo Tân Hoa Xã. Ở Quảng Tây, nước đục ngầu tràn ngập các khu vực đô thị và lực lượng cứu hộ di tản dân trên xuồng cao su. Mùa mưa vào hè kéo theo lũ lụt diễn ra ở Trung Quốc hầu như mỗi năm. Tuy nhiên, các nhóm môi trường cảnh báo biến đổi khí hậu có thể mang đến những trận mưa lớn hơn và thường xuyên hơn. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng này đến giữa tháng 6 năm nay đạt 621mm, cao nhất kể từ năm 1961. Với những trận mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam và phía Đông Trung Quốc, Thời báo Hàn Cầu đầu tuần này cho biết 85 con sông trên toàn quốc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo.
Kính thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất xấu đối với cả Trung Quốc khi vào ngày hôm qua vào lúc 10 giờ 38 phút theo giờ địa phương, Trung tâm Địa chất của Trung Quốc cho biết thành phố Hà Bắc của Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh với cường độ lên tới 5,6 độ Richter, tâm chấn nằm ở độ sâu 7 km và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về thiệt hại do trận động đất trên gây ra. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều cảm nhận rất rõ dư chấn của trận động đất này. Theo người dân nơi đây cho biết, nơi đây trong lịch sử đã xảy ra 5 trận động đất lớn với cường độ từ 3,3 đến 6,9 độ Richter và một trận động đất được cho là kinh hoàng nhất vào năm 1995. Khi đó, trận động đất đã có cường độ lên tới 7,9 độ Richter khiến cho gần 178 người dân của Trung Quốc bị mất tích và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng cũng như là tồi tệ. Hiện nó vẫn ám ảnh người dân ở nơi đây. Nhiều người đã tiếc thương cũng như là thông cảm cho sự không may mắn của những người dân xấu số Trung Quốc. Theo Trung tâm chuyên nghiên cứu về động đất sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, trong một vài ngày tới, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm từ 1 đến 3 trận động đất nữa và nếu như thời tiết cực đoan không chấm dứt thì điều này rất có thể xảy ra. Và đứng trước những mối nguy hiểm và cấp bách kể trên, trung tâm này đã phát đi thông báo khẩn cấp tới chính quyền ông Tập Cận Bình và toàn bộ 1,4 tỷ dân của Trung Quốc biết nhằm phòng chống những điều tồi tệ sắp xảy ra. Thưa quý vị khán giả, dù đã 13 năm kể từ khi xảy ra trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, người ta vẫn truyền tai nhau về những hiện tượng thần kỳ đã xuất hiện. Tuy nhiên, phía chính quyền thì ra lệnh giữ bí mật không được tiết lộ. Ngày 12 tháng 5 năm 2008, tại huyện Vấn Xuyên, Châu Tự Trị, Nagwa, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra trận động đất 7,8 độ Richter, dư chấn ảnh hưởng nhiều tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc. Đây là trận động đất thê thảm nhất chỉ sau trận động đất ở Đường Sơn vào tháng 7 năm 1976. Có bao nhiêu người đã chết trong trận động đất? Vấn đề này luôn là một bí ẩn. Theo báo cáo của Bộ Dân chính Trung Quốc, trận động đất Vấn Xuyên làm 69.227 người gặp nạn, 374.643 người bị thương và 17.824 người mất tích. Về số lượng học sinh gặp nạn, con số cuối cùng do chính quyền đưa ra là 5.335 trường hợp học sinh tiểu học và trung học thiệt mạng, nhưng công chúng không tin số liệu này. Bên cạnh những thông tin bị chính quyền che giấu, trong trận động đất năm đó ở Vấn Xuyên, trên mạng còn bàn tán rất nhiều hiện tượng thần kỳ. Dưới đây có thể kể ra một vài trường hợp tiêu biểu. Một tượng Bồ Tát không đổ. Theo NDTV, trong trận đại địa chấn năm 2008 ở Tứ Xuyên, một người lính trong lúc làm công tác cứu nạn đã chụp lại được cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc. Trong một ngôi chùa mọi thứ đều bị tàn phá, có một pho tượng Bồ Tát còn nguyên vẹn ngồi vững chãi. 2. Âm hồn của người bị nạn nhập vào người khác. Sau khi xảy ra trận động đất ở Vấn Xuyên, có một cô gái bị nạn đã nhập hồn vào một cô gái khác ở Trùng Khánh. Được biết, hai cô gái này vốn là bạn thân của nhau. Nghe nói cô gái bị nhập ở Trùng Khánh có dung mạo xinh đẹp, làn da mịn màng, cao hơn 1,7 mét. Sau khi bị hồn nhập thì giọng nói, ngữ khí, biểu cảm đều giống như cô gái bị nạn. Cô nói với cái chết đột ngột của mình thì cứ canh cánh trong lòng. Cô nói lúc làm siêu độ ở chùa nào đó. Bởi vì những người bị giống như cô quá nhiều nên chen chúc không có hàng lối, vô cùng đau khổ, hy vọng có người trợ giúp. Người nhà cô gái ở Trùng Khánh vô cùng sợ hãi mới liên lạc với vị trụ trì của một ngôi chùa ở địa phương, mang cô gái từ Trùng Khánh đến chùa Sương Liệt ở thành phố Mã Nhĩ Khang, tỉnh Tứ Xuyên. Trùng Khánh cách thành phố Mã Nhĩ Khang cả ngàn dặm, lái xe phải mất một ngày. Sau khi tới được Mã Nhĩ Khang, lúc lái xe đi lên núi, cô gái bị nhập nói thế nào cũng không chịu lên xe. Cô nói còn có rất nhiều người đi cùng chúng ta, nếu như lái xe thì bọn họ sẽ không theo kịp. Có mấy cư sĩ đi cùng bị dọa cho rất sợ hãi, nhưng vì có sư phụ Lạt Ma đi theo, cuối cùng mọi người vẫn kiên trì đi lên núi. Cô gái sau khi lên núi liền nói, thật tiếc đa số những người kia không đi lên được bởi vì bọn họ không có tay chân, không có đầu. Lúc ở trên núi, mấy vị cư sĩ kia vì sợ hãi quá, liền niệm liên hoa sinh tâm chú, nhưng cô gái bị nhập kia lại rất xem thường, cô vừa quắc mắt vừa nói, với năng lực của các người còn muốn niệm liên hoa sinh tâm chú để cầu phù hộ hay sao? Một vị chủ trì đã đại diện cho chùa Sương Liệt làm lễ siêu độ, làm thời gian rất lâu, âm hồn của cô gái bị chết vừa rời đi, thì cô gái bị nhập ở Trùng Khánh thoáng giật mình một cái. Cô ngơ ngác hỏi người nhà, ở đây là nơi nào? Tôi đang ở đâu? Cô hoàn toàn không biết việc gì đã xảy ra. 3. Xuất hiện một nửa khuôn mặt. Trần Kiên,
là người xã Tú Thủy, huyện Miên Dương An, tỉnh Tứ Xuyên trước lúc xảy ra động đất đang làm việc tại huyện tự trị dân tộc Khương Bắc Xuyên. Sau trận động đất, Trần Kiên bị chôn vùi trong đống gạch vụn. Đến 3 giờ chiều, anh đã bị chôn vùi ở dưới mặt đất hơn 60 giờ đồng hồ. Lúc nhân viên cứu hộ tìm thấy, anh bị 3 khối đá nặng đến 1 tấn đè lên người làm không thể động đậy được. Tuy nhiên, ý thức của anh vẫn tỉnh táo. Qua máy quay phim, anh nói với phóng viên: "Tôi bị nạn trong trận động đất ở Bắc Xuyên, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Tôi cảm thấy đã thoát khỏi bàn tay của tử thần. Tôi 3 ngày 3 đêm không ăn gì mà chỉ uống nước." Trải qua 5 tiếng đồng hồ nỗ lực, Trần Kiên đã được cứu ra nhưng lại bị chết trên đường đi xuống núi. Sau đó, đài truyền hình Phượng Hoàng đã làm tiết mục Lãnh Noãn Nhân Sinh, Đời Người Ấm Lạnh, ghi lại 79 tiếng đồng hồ cuối cùng của Trần Kiên, quay phim rất ly kỳ, làm cho ánh mặt trời từ từ ló ra và nhìn thấy khuôn mặt của anh. Trên màn ảnh xuất hiện một nửa khuôn mặt của anh được phản chiếu trên bức tường bê tông sụp đổ. Hơn nữa, con mắt còn có thể máy động. Lúc đầu mọi người tưởng rằng nhân viên cứu hộ dùng tấm gương để phản chiếu, nhưng về sau mới phát hiện là ở hiện trường không có tấm gương nào. Ảnh chụp thì có thể chỉnh sửa, nhưng với video thì không thể. Đoạn phim này được truyền rộng ra gây chấn động rất lớn. Có người cho rằng trước khi Trần Kiên tử vong, linh hồn đã rời khỏi thân thể rồi, nhưng có thể lúc ấy nghĩ đến còn có vợ và con nhỏ nên mới quanh quẩn ở đó không chịu rời đi. Trước khi xảy ra trận động đất, luôn thấy xuất hiện các hiện tượng lạ được coi là dấu hiệu của động đất. Ngày 10 tháng 5 năm 2008, ở thôn Đàn Mộc, thị trấn Tây Nam, thành phố Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên, cách nơi xảy ra động đất gần 100 km, xuất hiện mấy chục vạn con cóc đang di chuyển. Bộ lâm nghiệp ở địa phương giải thích rằng cóc di chuyển như vậy là bình thường. Tuy các nhà khoa học cho rằng thật khó có thể dự đoán trước trận động đất, nhưng về sau người ta lại cho rằng Trung Quốc vì muốn Thế vận hội Olympic có thể diễn ra suôn sẻ nên đã che giấu dự báo về trận động đất. Trong cuộc họp báo của Hội đồng Nhà nước vào mấy ngày trước đó, đã từng nhận được khiếu nại của 7 nhân viên thuộc cơ quan động đất Tứ Xuyên, nói rằng chỉ vài ngày trước đã phát hiện được dấu hiệu của trận động đất. Nhưng văn phòng nói rằng để đảm bảo sự ổn định trước Thế vận hội nên không được để lộ thông tin này ra ngoài. Trung Quốc tiếp tục đón nhận những kết cục đầy đau thương khi hôm nay một trận lũ quét kinh hoàng từ thượng nguồn đập Tam Hiệp và con sông Dương Tử tiếp tục đổ dồn về vùng hạ lưu miền Nam Trung Quốc, khiến cho những thành phố như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Nam, Vũ Bắc, Tứ Xuyên và Sơn Đông tiếp tục nhấn chìm trong biển nước. Hiện mực nước ở những nơi này trong những ngày vừa qua đang vượt mức báo động đỏ 2m thì hôm nay lũ lụt, lũ quét, vòi rồng ập về làm cho mực nước tại những nơi trên tăng đột biến. Theo Trung tâm Cảnh báo Động đất và Sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện tại mực nước tại các điểm trên đang ở mức cảnh báo nguy hiểm, mức độ cao nhất. Nhiều khả năng một số tuyến đê bao quanh con sông Trường Giang, Hoàng Hà và sông Mekong sẽ tiếp tục bị vỡ. Và nếu như điều này xảy ra thì những vùng trũng của Trung Quốc như Hồ Bắc, Vũ Hán và Hồ Nam sẽ tiếp tục bị nhấn chìm tới 6 mét, thậm chí có những nơi ngập lụt tới 13 mét. Những ngôi nhà cao tới 10 tầng bây giờ các tầng phía dưới đều đã bị ngập lụt hết rồi. Đồ đạc trong nhà như tivi, tủ lạnh, bàn ghế, giường chiếu đều đã bị cuốn trôi. Thậm chí chiếc ô tô có giá trị lớn nhất của một số hộ gia đình giàu có ở những nơi trên cũng đều bị nổi lềnh phềnh và bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, bước sang ngày thứ 45, ở 29 trên 31 tỉnh thành phố lớn bé của Trung Quốc vẫn chìm trong tang tóc và nước lũ. Bầu trời liên tục u ám và đen tối vẫn bao phủ 93% toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. Hiện giới chức của nước này đang rất là bối rối. Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, được cho là vẫn đang mải mê đi xâm chiếm Biển Đông khi quyết định cho Hải quân của Bắc Kinh phóng tên lửa và bắn đạn thật ở quanh quần đảo Phú Lâm, giáp với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Những hành động nguy hiểm trên của phía Trung Quốc đã làm mất an ninh an toàn cho tuyến hàng hải ở Biển Đông, đồng thời gây ra mối quan ngại sâu sắc cho các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ và Nga.
Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đã quá tham lam khi trong nước đang gặp nhiều thiên tai, dịch bệnh hoành hành tàn phá, lũ quét, sạt lở, lũ ống, vòi rồng, động đất, sóng thần liên tục xảy ra, thì người đứng đầu Trung Quốc lại không hề quan tâm tới việc cứu hộ, cứu trợ, giúp cho người dân. Ông Tập vẫn ung dung tự tại, đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước láng giềng xung quanh mình. Đây chính là tội lỗi vô cùng to lớn mà ông Tập Cận Bình gây ra. Hành động thiếu tính người và thiếu tính nhân đạo kể trên đã làm cho trời không dung, đất không tha. Cho nên, Đức Chúa Trời và Mẹ Thiên Nhiên đã cho là vẫn tiếp tục nổi giận để trừng phạt Trung Quốc thay cho thế giới. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện mực nước tại 301 con sông lớn bé của Trung Quốc chưa bao giờ có mực nước dâng cao như hiện nay. Mưa to trong vòng 45 ngày qua đã làm cho lũ ở thượng nguồn con đập Tam Hiệp và những con sông lớn như Trường Giang, sông Mekong và sông Hoàng Hà liên tục đổ về vùng hạ lưu các tỉnh như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, làm cho những nơi đây đã ngập lụt rồi, nay còn thê thảm hơn. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, một điều đen tối đang xảy ra với cả Trung Quốc khi lượng mưa được dự báo là vẫn tiếp tục tăng cao trong một vài ngày tới. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy giảm nhiệt. Chính vì vậy mà Trung tâm Phòng chống đê điều và Cứu trợ Cứu nạn Trung ương Trung Quốc cảnh báo các cơ quan, ban ngành và toàn bộ người dân của Trung Quốc tiếp tục đề phòng cảnh giác cao độ ở mức cao nhất, tập trung nguồn lực 100% đề phòng lũ lụt, lũ quét, nhất là thời tiết cực đoan như động đất, sóng thần và vòi rồng. Bởi trong những ngày tới được dự báo là sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều, mức độ ngày càng dày đặc hơn và càng lớn hơn. Vì vậy, các con sông, các tuyến đê bao và những con đập thủy điện của Trung Quốc hiện đang quá tải. Theo Tổ chức Bảo vệ Đê điều và Sông ngòi trên thế giới cho biết, Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã lợi dụng vào các con sông để xây dựng hàng loạt các đập thủy điện, nên bây giờ họ đã phải trả giá. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đã bắn vào Mẹ Thiên Nhiên một viên đạn thì ngay lập tức đã bị ông trời trả lại cho Trung Quốc một quả bom nguyên tử. Đây là một lời cảnh tỉnh cho những gì mà Trung Quốc đã gây ra, cũng như cho các nước khác. Hãy nâng cao tinh thần bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên rừng và tài nguyên biển, tích cực tham gia các dự án trồng rừng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Chỉ có như vậy chúng ta mới được thiên nhiên ban tặng cho không khí trong lành và cuộc sống tươi đẹp. Bằng không sẽ bị Mẹ Thiên Nhiên nổi dậy trừng phạt như cái cách mà Trung Quốc đang phải hứng chịu. Thưa quý vị, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm qua cho biết, vào lúc 19:50, một bản tin dự báo thời tiết và tình hình mưa bão đã phát đi một đoạn video cảnh báo được cho là thời tiết cực xấu đối với cả phía Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Những hình ảnh và những video của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, mực nước tại các con sông, các tuyến đê và các con đập tại thời điểm này ở Trung Quốc đang chạm tới mức đại hồng thủy năm 1998. Và đây là một cột mốc mới đánh dấu thiên tai đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình cũng như chính quyền của Trung Quốc. Trận đại hồng thủy năm 1998 được cho là mạnh nhất trong lịch sử của Trung Quốc, 1.000 năm mới có một lần. Nhưng trận lũ quét, sạt lở, sóng thần, vòi rồng năm nay 2023 còn được cho là mạnh hơn và dữ dội hơn rất nhiều. Trận đại hồng thủy năm đó, đài truyền hình quốc gia Trung Quốc cho biết mưa ròng rã suốt 45 ngày vừa qua đã làm cho mực nước trên các con sông Dương Tử, Hoàng Hà, sông Mekong, ba con sông lớn nhất của Trung Quốc vượt mức cảnh báo đỏ tới 3 mét và vượt mức kỷ lục được ghi nhận trong trận đại hồng thủy năm 1998. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm cho phía Trung Quốc bởi vì nó đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp và những con đập lớn bé của Trung Quốc cũng như các tuyến đê bao. Nhiều khả năng trong một vài ngày tới, những tuyến đê bao tại các con sông nói trên thì khả năng bị vỡ là rất cao. Ngày hôm qua, một con đê thuộc nhánh sông Dương Tử đã bị vỡ, làm cho 9 triệu người dân của Trung Quốc chạy tán loạn ngay trong đêm. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mang tên China Morning Post cho biết, hiện mực nước tại các con sông lớn bé của Trung Quốc đã vượt ngưỡng 40 mét và đây chính là một mức cao nhất trong lịch sử, vượt qua trận đại hồng thủy năm 1998. Được biết, trận đại hồng thủy năm đó đã cướp đi hơn 30.000 sinh mạng của Trung Quốc và trận lịch sử năm đó đã được đưa vào danh sách lịch sử của Trung Quốc. Trong tương lai, lịch sử của Trung Quốc sẽ còn nhắc lại rất nhiều những trận mưa lớn, bão tố, phong ba, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần và vòi rồng năm 2023 và đại dịch COVID-19 ở thành phố Vũ Hán đầu năm 2020 cũng như sẽ được ghi nhận trong sách lịch sử của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo những trang tin của Trung Quốc cho biết, mưa to trong những ngày tới sẽ ập tới chính quyền của Trung Quốc, gây ra ngập lụt ở một số tỉnh thành và nhiều tuyến đê bao. Điều đó gây ra mối nguy hiểm cho con đập
đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, một trong những con sông lớn nhất của Trung Quốc đang bị đe dọa trầm trọng. Trước tình hình này, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc ngày hôm qua đã ra một thông báo khẩn cấp cho di tản ngay lập tức 109.000 người dân của Trung Quốc lên vùng cao để tránh lũ. Ngoài ra, họ còn nhờ cậy phía Việt Nam mở cửa biên giới để cho sang trú ẩn. Hiện đã có 15 triệu người Trung Quốc chạy sang biên giới của nước Lào. Tuy nhiên, các cửa khẩu của biên giới nước Lào cũng đang đóng cửa then cài. Họ không cho người Trung Quốc tràn vào bởi vì dịch bệnh COVID-19 cũng như họ không tin tưởng vào những người Trung Quốc trước khi tràn sang nước Lào. Nguy cơ mất an toàn, an ninh sẽ xảy ra cho đất nước họ. Vì thế, các cửa biên giới của nước Lào cũng đang được đóng chặt. Thưa quý vị, có thể nói rằng mưa lũ ở Trung Quốc đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Nó còn ngang ngửa với cả đại dịch COVID-19. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Trung Quốc cho biết, hiện mưa lũ vẫn tiếp tục diễn ra trong một vài ngày tới, đặc biệt là vào cuối tháng này và đầu tháng sau. Trước đó, Giám đốc con đập Tam Hiệp, ông Lê Tông đã cho biết cảnh báo lũ tại 4 thành phố gần con đập này lên mức báo động cao nhất. Cơ quan phòng chống và thiên tai dịch bệnh của Trung Quốc cho biết, thời tiết cực đoan được dự báo là sẽ tiếp tục tấn công bởi 13 khu vực, trong đó có các tỉnh như Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên và tỉnh Chiết Giang. 4 thành phố nâng mức cảnh báo lũ đều ở hạ nguồn con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất trên thế giới, nằm cách sông Trường Giang không xa. Cụ thể, tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã nâng mức cảnh báo lên cấp 4, tức là cảnh báo cao nhất. Còn tại phía đông tỉnh An Huy, chính quyền địa phương của nước này đã ra một cảnh báo cao độ cho người dân. Họ nên ở trong nhà hoặc chạy sang các vùng lân cận để tránh trú. Ở tỉnh Giang Tây, chính quyền đã nâng mức cảnh báo lũ cao từ cấp 2 lên cấp 4. Tại tỉnh Chiết Giang, phía đông của Trung Quốc, giới chức địa phương cũng đưa ra mức ứng phó khẩn cấp cao nhất. Tại cửa sông Tiền Đường đang có những cơn sóng hung dữ lên tới 10 mét, được cho là lũ ống, lũ quét và sạt lở đang dồn dập về nơi đây. Theo thông tin từ tờ Tân Hoa Xã, Bộ Tài nguyên Trung Quốc ngày hôm qua đã yêu cầu các địa phương nằm trong khu vực sông Hoàng Hà khẩn cấp tổ chức lực lượng chống lũ và sẵn sàng ứng phó kịp thời. Theo Ban Quản lý Đê Điều cũng như là Trung tâm Phòng chống động đất sóng thần, lũ quét, sạt lở của Mỹ và Nga và Nhật Bản cho biết, sông Dương Tử là con sông lớn nhất Trung Quốc, điều này ai cũng biết, và con sông lớn thứ hai của Trung Quốc mang tên là Hoàng Hà. Chắc chắn quý vị đã từng nghe tin, nhưng con sông lớn thứ ba của Trung Quốc thì rất ít bạn quan tâm. Đến hôm nay, chúng tôi sẽ cho quý vị biết rằng con sông lớn thứ ba của Trung Quốc mang tên là Hoài Hà, rất giống với con sông Hoàng Hà, cho nên người ta hay nhầm tưởng. Con sông lớn thứ ba của Trung Quốc mang tên Hoài Hà với chiều dài 1.000 km cùng lưu vực rộng hơn 170.000 km2, được dự báo là sẽ có lũ lớn trong một vài ngày tới. Theo đó, Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ trút xuống các tỉnh phía đông nam như An Huy, Giang Tô. Từ ngày mai đến đầu tháng tới, lượng nước mưa được cho là có thể lên tới 200-500mm, gây ra nguy cơ lũ lụt trên diện rộng. Cơ quan này cho biết mực nước tại thượng nguồn sông Hoàng Hà có thể lên tới mức cảnh báo báo động đỏ, trong khi các con sông khác cũng đang ở mức cảnh báo cao nhất. Trước nguy cơ này, Bộ Tài nguyên của Trung Quốc yêu cầu các cơ quan chức năng của địa phương phải thường xuyên kiểm tra đê điều, đồng thời hướng dẫn nước lũ về các hồ chứa sông Hoài Hà một cách tốt nhất để giảm bớt áp lực. Trước đó, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc phát đi một cảnh báo nói rằng lưu vực sông Hoàng Hà đang bị đe dọa trầm trọng bởi một con đê của sông Dương Tử bị vỡ, nước của nó đang tràn qua sông Hoàng Hà, làm cho tất cả các con đê bao ở đây đang có nguy cơ vỡ trầm trọng. Lở đất kinh hoàng chặn đứng một con đường ở Trung Quốc. Một trận lở đất kinh hoàng xảy ra hôm qua đã chặn đứng một con đường ven sườn núi ở miền Bắc Trung Quốc. Đoạn video được quay lại tại một con đường uốn quanh sườn núi ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc hôm qua. Khoảnh khắc kinh hoàng đột ngột xảy ra khi sườn núi bắt đầu vỡ, sau đó khối đất đá khổng lồ trượt xuống chắn ngang con đường và rơi xuống dòng sông bên cạnh. Các phương tiện giao thông đang lưu thông trên đường đã dừng lại kịp thời để tránh vụ sạt lở. Do địa hình ngọn núi vẫn có dấu hiệu không ổn định nên các nhà chức trách địa phương đã triển khai các biện pháp cần thiết để phòng tránh sạt lở xảy ra một lần nữa. Cũng trong ngày hôm qua, The Straits Times đưa tin các nhà chức trách Thiểm Tây và Sơn Tây ở miền Bắc Trung Quốc đã buộc phải kích hoạt phản ứng khẩn cấp trong điều kiện thời tiết bất lợi với mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt nghiêm trọng. Ủy ban Quốc gia Trung Quốc về giảm nhẹ thiên tai và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã cử các đội hỗ trợ đến giúp giảm thiểu thiệt hại ở các khu vực bị ảnh hưởng. Tính đến ngày hôm qua, chỉ riêng ở Sơn Tây đã có 1,75 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó có 120.100 người phải đi sơ tán.
thông tin báo cáo cho biết 17.000 ngôi nhà ở Sơn Tây đã bị tàn phá, trong khi những vùng đất nông nghiệp rộng lớn đang ngập trong nước lũ và 60 mỏ than buộc phải tạm dừng hoạt động do mưa bão, đã có ít nhất 6 người thiệt mạng do lũ lụt. Tỉnh Thiểm Tây cũng ảnh hưởng không nhỏ bởi mưa bão, với ít nhất 70.000 người đã phải di rời do lở đất và lũ lụt. Tại cùng khu vực nơi đoạn video trên được ghi lại, ít nhất 12 người đã thiệt mạng. Theo South China Morning Post, Trung Quốc đã chứng kiến các trận mưa lớn gia tăng kể từ đầu năm 2023. Một báo cáo do Bộ Quản lý Khẩn cấp công bố ngày hôm qua cho biết mưa lớn xối xả và lũ lụt là nguyên nhân chủ yếu chiếm 70% trong tổng số 792 người chết hoặc mất tích trong các thảm họa thiên nhiên từ tháng 1 đến nay ở Trung Quốc. Đập Tam Hiệp vỡ, Việt Nam sẽ ra sao? Xin chào quý vị và các bạn. Gần đây, truyền thông nói về đập Tam Hiệp ngày càng nhiều, trong đó vấn đề chính mà mọi người bàn tán chủ yếu là đập có thể vỡ hay không. Còn trong video này, chúng ta sẽ không nói về việc đập có vỡ hay không. Tại vì mình không phải chuyên gia về thủy điện, cũng không biết chính xác tình trạng hiện tại của đập như thế nào. Cái mình quan tâm là giả sử đập có bị vỡ thì liệu rằng Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không? Đọc trên mạng thấy nhiều bạn có vẻ rất hả hê nếu đập Tam Hiệp bị vỡ. Mình thì cũng không ưa anh bạn láng giềng này lắm, nhưng cũng không đến nỗi mong đập vỡ và cũng không vui vẻ gì về việc đó. Bởi vì đâu thì cũng là con người cả, cái chúng ta không thích là hành động của chính quyền, chứ họ là người dân thì chẳng có tội gì. Vậy nên mình cũng không mong họ sẽ phải gặp tai họa. Nhưng không chỉ có như vậy, nếu đập Tam Hiệp mà vỡ thì theo chúng tôi, Việt Nam cũng sẽ không được bình yên cho lắm. Tại sao lại như vậy? Có phải dòng nước đó sẽ chảy xuống Việt Nam và hủy hoại một vùng đất nào đó? Không phải đâu các bạn ạ. Hạ lưu sông Trường Giang nằm hoàn toàn trên đất Trung Quốc và nó rất xa Việt Nam. Thế nên đập có vỡ cũng chẳng có giọt nước nào chảy đến Việt Nam và gây hại cho người Việt cả. Các chuyên gia xuất hiện trên truyền thông cũng đã khẳng định nhiều lần về vấn đề này. Thế nên Việt Nam có thể hoàn toàn yên tâm về tác hại của dòng nước nếu vỡ đập. Mặc dù nước không chảy đến Việt Nam, nhưng không phải Việt Nam sẽ bình yên mà ngược lại, tác động của việc đập vỡ thậm chí có thể đi sâu vào từng gia đình của người Việt. Trước khi đi vào cụ thể, chúng ta sẽ cùng nhìn qua một chút về sự khủng khiếp mà đập Tam Hiệp vỡ có thể gây ra. Đập Tam Hiệp được xây vào năm 1994, hoàn thành vào năm 2012. Như vậy, tính sơ sơ thì nó mới có 8 tuổi, nhưng tính tuổi mụ thì nó cũng 26 năm rồi. Đập Tam Hiệp có 32 tổ máy và 2 máy phát nhỏ, tổng công suất là 22.500 MW, gấp 9 lần thủy điện Sơn La lớn nhất Việt Nam là 2.400 MW. Đập được làm từ bê tông và thép, có chiều dài 2.355 m và đỉnh cao là 185 m so với mực nước biển. Công trình đã sử dụng tới 27,2 triệu mét khối bê tông, 463.000 tấn thép, đủ để xây 63 tòa tháp Eiffel và đào tới 102,6 triệu mét khối đất. Quan trọng nhất là hồ thủy điện của đập Tam Hiệp có sức chứa tới 39 tỷ mét khối nước. Và một khi đập vỡ, lượng nước này sẽ trở thành một con quái vật khổng lồ, cuốn trôi tất cả mọi thứ trên đường nó lao ra biển. Ước tính chắc chắn sẽ có 1 triệu người bị nước cuốn trôi. Từ 400 đến 600 triệu người khác nằm trong tầm ảnh hưởng và bị đe dọa bởi dòng nước khủng khiếp này. Nhiều thành phố lớn hàng đầu Trung Quốc như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải sẽ chìm ngập trong nước và ít nhất 1/3 nền kinh tế của Trung Quốc sẽ bị hủy hoại. Thế thì nó liên quan gì đến Việt Nam? Chúng ta hãy cùng xem số liệu sau. Năm 2019, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa các loại cả nước đạt 517,26 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu 264,19 tỷ và nhập khẩu là 253,7 tỷ. Trong hơn 200 quốc gia vùng lãnh thổ có hoạt động xuất nhập khẩu với Việt Nam thì Trung Quốc là thị trường lớn nhất và duy nhất kim ngạch giữa hai nước đạt trên 100 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 116,866 tỷ, trong đó xuất khẩu của Việt Nam là 41,4 tỷ và nhập khẩu là 75,4 tỷ. Như vậy, riêng thị trường Trung Quốc đã chiếm đến 22,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả Việt Nam, còn nhập khẩu thì cao hơn lên tới 30%. Nếu 1/3 nền kinh tế của Trung Quốc bị phá hủy, tính trung bình Việt Nam sẽ thiệt hại khoảng 7,5% về xuất khẩu và 10% về nhập khẩu. Nghe thì có vẻ ít, nhưng thực ra đó là một con số rất khủng khiếp.
sẽ có hàng trăm hàng nghìn công ty ở Việt Nam không nhập được thiết bị, nguyên liệu để sản xuất. Hàng nghìn công ty khác sản xuất ra hàng hóa không thể bán được sang Trung Quốc. Và như vậy thì sẽ có nhiều nghìn công ty bị phá sản và rất nhiều người công nhân bị mất việc làm. Hiện tại, Việt Nam có 54 triệu lao động, nếu xuất khẩu giảm 7,5%, nhập khẩu giảm 10%, tính trung bình nền kinh tế sẽ thiệt hại khoảng 8,5%, tương đương sẽ mất khoảng 8,5% cơ hội việc làm biến mất. Lại tính trung bình thì sẽ có khoảng 5 triệu người mất việc làm, một con số quá khủng khiếp. Chúng ta không cần lo đến 5 triệu người, chỉ cần một nửa trong số đó là 2 triệu người thôi thì đã là một rắc rối rất lớn rồi. Đó là chưa nói có thể kéo theo khủng hoảng kinh tế và làm mọi thứ tồi tệ hơn. Mặc dù đây chỉ là suy luận dựa trên số liệu, còn thực tế có thể khác xa rất nhiều. Video chỉ mang tính chất để tham khảo, nhưng như vậy cũng đủ thấy đập Tam Hiệp mà vỡ thì đừng nói rằng Việt Nam sẽ không sao. Khi mà kinh tế của Việt Nam còn phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc thì chúng ta sẽ còn phải cùng Trung Quốc lo lắng về con đập Tam Hiệp. Thế nên mình vẫn mong sẽ không có cái đập nào vỡ và sẽ không có những người dân vô tội phải gánh hậu quả tồi tệ nào xảy ra. Động đất cực mạnh, lở đất kinh hoàng sập ngay hầm than tại Trung Quốc. Thưa quý vị, mới đây một trận lở đất xảy ra ngay sau vụ sập hầm khai thác than ở vùng Nội Mông Trung Quốc đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương và 53 người mất tích. Báo chí trong nước đưa tin ngày hôm qua cho biết vụ sập hầm xảy ra vào ngày hôm trước tại khu mỏ Lộ Thiên ở thị trấn Asalit thuộc điều hành của công ty Sianco Mining. Sau vụ sập, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo công tác tìm kiếm và cứu hộ, đồng thời nhấn mạnh phải nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người mất tích và chữa trị cho những người bị thương. Tuy nhiên, vụ lở đất xảy ra ngay trong tối ngày hôm trước khiến công tác tìm kiếm phải tạm dừng. Đến sáng nay vẫn chưa thể nối lại, hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong trong trận lở đất. Than là nguồn năng lượng quan trọng ở Trung Quốc, nhưng các hầm khai thác than ở nước này thường xuyên xảy ra sự cố, chủ yếu do thực hiện không nghiêm tiêu chuẩn an toàn. Nội Mông là vùng khai thác than lớn. Trong năm qua, các mỏ than ở Trung Quốc nỗ lực tăng sản lượng sau khi chính phủ chỉ đạo phải tăng nguồn cung để bình ổn giá. Trước khi xảy ra lở đất, 4 nhóm cứu hộ gồm 109 người tham gia tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt. Giới chức cũng điều 238 lính cứu hỏa, 41 xe cứu hỏa, 6 chú chó cứu hộ tham gia tìm kiếm. Dự kiến sẽ có 200 người nữa được điều đến để hỗ trợ trong ngày hôm nay. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng chỉ đạo nhanh chóng điều tra nguyên nhân sập hầm. Vụ tai nạn đã là chủ đề nổi bật nhất trên Weibo. Một số cư dân mạng cho biết đều là những người mất tích là lái xe tải và máy xúc. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, thì một trận động đất khác khoảng 7,2 độ Richter cũng đã làm rung chuyển Tajikistan vào ngày hôm qua. Trận động đất nói trên đã xảy ra vào lúc 8 giờ 37 phút sáng theo giờ Trung Quốc ở độ sâu 10 km. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn đưa tin tâm chấn cách đường biên giới gần nhất với Trung Quốc khoảng 82 km và có thể cảm nhận được rõ ràng ở một số khu vực thuộc khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, bao gồm Kasa và Achok. Bộ phận đường sắt Tân Cương đã yêu cầu dừng các chuyến tàu chở khách chạy trên đoạn Osu đến Kasa của tuyến đường sắt Nam Tân Cương theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Tuy nhiên, nguồn cung cấp điện và thông tin liên lạc vẫn bình thường ở Kasa sau trận động đất, theo Tân Hoa Xã. Còn theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, chính quyền địa phương đang kiểm tra các cây cầu, đường hầm và các thiết bị tín hiệu. Trong khi đó, một thông báo từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết một loạt trận động đất đã làm rung chuyển Tajikistan vào sáng cùng ngày. Trong đó, trận mạnh nhất đo được 6,8 độ Richter, nhiều người có thể cảm nhận được trận động đất ở thủ đô Busan. Nhưng tâm chấn của nó nằm ở phía đông Tajikistan, gần biên giới với Trung Quốc. Khu vực này có dân cư thưa thớt nhưng lại là có hồ Se, mà nếu vỡ có khả năng gây ngập lụt các khu vực rộng lớn ở một số quốc gia. Ngoài ra, Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cũng đưa ra thông tin về trận động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển một khu vực hẻo lánh ít dân cư của Tajikistan gần khu Tân Cương của Trung Quốc cũng vào sớm ngày hôm qua.